mỗi khi nhắc tới không gian văn hóa Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ có ngay những mã văn hóa, những cái điều mà không thể không nhắc tới khi nói về Việt Nam, đó là những làn điệu dân ca dân vũ. Và với mỗi một làn điệu, với mỗi một bài hát, mỗi một điệu múa, nó lại có những cái sự quy ước khác nhau, biểu trưng khác nhau về văn hóa Việt Nam. Và hy vọng rằng với hơn 20 tiết mục biểu diễn trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có được một tấm bản đồ Việt Nam được vẽ bằng những màu sắc tươi thắm của trang phục các liền anh liền chị, những đào xoan, những đào dài Việt Nam cũng được vẽ lên bởi tình yêu của những người Việt Nam sống xa quê hương về đất nước của mình. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần biểu diễn đầu tiên của các liền anh liền chị đến từ của đồng hương Kinh Bắc, một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh thường có để bắt đầu những canh hát quan họ, những ngày hội xuân ở những cái làng quan họ hai bờ sông Cầu. Và hôm nay thì các liền anh liền chị sẽ gửi tới quý vị và các bạn làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh Khách Đến Chơi Nhà, và xin được mời hội đồng hương Kinh Bắc. Xin mời gia đình Lương Y Hoàng Lê ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, người quan họ có câu: hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn bề nhưng chung một nhà. Với tác phẩm mời nước mời trời, mời nước người ta còn có ơn. Đôi tay lâm chén em mời, trà thơm thơm nực cả người ngón tay. Về mời chầu người ta chầu này chầu tỉnh chầu tình, chầu loan chầu phường chầu mình chầu ta. Chầu này tên tối hôm qua, đấu cha đấu mẹ, khen ra mời người.